Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay, các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Ban lãnh đạo áp lực lên Ten Hag, chốt tân huấn luyện viên cho MU. MU cắt lỗ bán ngay tiền vệ Van de Beek. Erik Ten Hag cãi nhau với sao của MU trong trận thua của Newcastle. Huấn luyện viên Erik Ten Hag nắn gân Rashford sau màn trình diễn tệ hại. Mino sắp được MU thưởng lớn dù không gia hạn. Ban lãnh đạo gây áp lực lên Ten Hag, chốt tân huấn luyện viên cho MU. Theo Daily Express, thượng tầng quỷ đỏ có thể thay đổi Ten Hag nếu ông không đáp ứng được sự kỳ vọng. Trong mùa giải đầu tiên dẫn dắt Manchester United, huấn luyện viên Erik Ten Hag đã để lại dấu ấn rõ nét khi giúp câu lạc bộ giành chức vô địch Carabao Cup, đồng thời cán đích ở vị trí thứ ba chung cuộc. Tuy nhiên, mọi thứ đang xoay vần ở mùa giải năm nay. Bất chấp việc Quỷ Đỏ đã bổ sung cơ số nhân sự trong kỳ chuyển nhượng hè, tuy nhiên họ vẫn không có được kết quả như mong đợi. Sau 13 vòng đấu, Manchester United hiện chỉ xếp ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng, kém đội đầu bảng 6 điểm. Còn ở đấu trường Champions League, họ cũng đứng trước nguy cơ phải dừng bước sớm sau trận hòa 3 đều với Galatasaray vừa qua. Theo nguồn tin từ Daily Express, ban lãnh đạo Manchester United có thể tìm kiếm một phương án mới để thay thế Erik Ten Hag nếu chiến lược gia người Hà Lan không đáp ứng được yêu cầu. Hiện tại, họ đang có một sự lựa chọn tiềm năng mang tên Massimiliano Allegri khi xuất hiện những thông tin cho rằng thuyền trưởng của Juventus muốn thử sức tại Premier League. MU cắt lỗ bán ngay tiền vệ Van de Beek. Donny Van de Beek sẽ được cho phép rời khỏi sân Old Trafford khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa vào đầu năm tới. Van de Beek được Ole Gunnar Solskjaer chiêu mộ từ câu lạc bộ Ajax Amsterdam với giá 35 triệu bảng hồi hè năm 2020. Hơn 3 năm khoác áo quỷ đỏ, cầu thủ người Hà Lan chỉ đá chính 15 trận tại Hoàng Anh. Mùa này Van de Beek mới tận hưởng 2 phút thi đấu ở giải đấu khắc nghiệt nhất xứ sở sương mù. Về tình cảnh của cậu học trò đồng hương, người ông từng huấn luyện tại câu lạc bộ Ajax, Ten Hag nói: Van de Beek phải chơi bóng vì sự nghiệp của mình và nhiều thứ khác. Từng ghi bàn ngay ở trận ra mắt trước Crystal Palace, fan của Red Devil hy vọng Van de Beek sẽ trở thành trụ cột trên hàng tiền vệ của MU. Tuy nhiên, việc thiếu cơ hội ra sân cùng hàng loạt vấn đề về chấn thương đã biến khoảng thời gian của anh tại Old Trafford trở thành cơn ác mộng. Cựu cầu thủ của câu lạc bộ Ajax bỏ lỡ phần lớn trận đấu mùa trước sau khi dính chấn thương dây chằng đầu gối nghiêm trọng. Van de Beek suýt gia nhập Real Sociedad hồi hè nhưng thương vụ chuyển nhượng đổ bể bị phút chót. Anh tâm sự trên Diario AS: Tôi từng rất gần câu lạc bộ Real Sociedad nhưng vào phút cuối hai câu lạc bộ không thể đạt được thỏa thuận. Đã đến lúc tôi cần đưa ra một quyết định. Tôi phải được thi đấu. Nếu điều đó không thể ở MU thì tôi sẽ đến một đội bóng khác. Đây là tham vọng bình thường của một cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi đang kiếm sống tốt ở MU nhưng tiền bạc chưa bao giờ là động lực của bản thân. Erik Ten Hag cãi nhau với sao của MU trong trận thua trước Newcastle. Erik Ten Hag được phát hiện cãi nhau với Anthony Martial trong trận MU để thua 0-1 trước Newcastle. MU lại thua và đó là thất bại thứ 6 của đoàn quân Erik Ten Hag tại Premier League mùa này sau 14 trận đã chơi. Trên sân của Trinh Trẻ, họ chỉ có được một cú sút trúng đích tiếp tục mang đến nỗi lo cho người hâm mộ. Cách mà Ten Hag phát biểu sau trận không đi thẳng vào mổ xẻ thất bại của Quỷ Đỏ khiến một số cầu thủ thứ 12 thậm chí yêu cầu câu lạc bộ sa thải vị thuyền trưởng người Hà Lan để cứu vãn tình thế trong mùa giải năm nay. Tôi sẽ nói chuyện với đội vào ngày mai về điều này. Họ đã có một số cơ hội, trận đấu lẽ ra phải có kết quả hòa. Chúng tôi đã ghi bàn nhưng không được tính vì việt vị. Đến làm khách Newcastle, Ten Hag thực hiện 4 thay đổi so với trận MU hòa nhưng thua Galatasaray hôm giữa tuần. Trong đó Rashford và Martial vào sân ngay từ đầu thay Anthony và Højlund. Tuy nhiên, cựu thuyền trưởng Ajax thêm một lần thất vọng lớn về động lực thi đấu của Martial. Ông được trông thấy tức giận lời qua tiếng lại với ngôi sao người Pháp. Bực mình vì học trò chơi hời hợt, không kịp lùi về khiến suýt để Amuen Amairon ghi bàn cho Newcastle. Ten Hag đã mắng mỏ Martial, tuy nhiên Martial không có tiếp thu, còn phất tay tỏ thái độ không hài lòng với thuyền trưởng của MU. Chứng kiến Martial chơi bóng, cựu tiền vệ Ryan Joker phải thốt lên: 27 tuổi và đang chơi vì sự nghiệp bản thân, tôi đang tự hỏi sao mức năng lượng của anh chàng Martial lại thấp đến như vậy. Người ta cũng lưu ý rằng Martial mùa này thậm chí chưa có trận nào chơi đủ 90 phút sau khi phải nhường chỗ cho Højlund phút 61. MU hiện xếp thứ 7 ngoài hàng Anh và có nguy cơ bị đá văng của Champions League ngay vòng bảng. Đoàn quân Ten Hag đang đứng chót bảng A với 4 điểm, buộc phải thắng Bayern Munich lượt cuối, đồng thời hy vọng Copenhagen với Galatasaray kết thúc tỷ số hòa mới có thể đi tiếp vào vòng 16 đội. Huấn luyện viên Erik Ten Hag nắn gân Rashford sau màn trình diễn tệ hại. Erik Ten Hag cho biết ông sẽ có cuộc nói chuyện riêng với Rashford sau thất bại 0-1 của MU trước Newcastle. Tại vòng 14 ngoài hàng Anh, MU có chuyến làm khách tới sân của Newcastle trước một đối thủ đang có phong độ cao. Đoàn quân của Ten Hag chơi lép vế hoàn toàn và nhận thất bại với tỷ số 0-1. Bàn thắng duy nhất của đội nhà được ghi do công của Anthony Gordon phút 55.
Ở trận đấu này, Rashford chơi không tốt trong đội hình của MU. Tiền đạo người Anh chỉ có 22 lần chạm bóng sau 61 phút thi đấu, không tung ra được pha dứt điểm nào. Rashford cũng chỉ đạt tỷ lệ chuyền bóng thành công 65%, đồng thời hỗ trợ không tốt cho mặt trận phòng ngự. Sau trận đấu, Ten Hag cho biết ông sẽ nói chuyện riêng với Rashford. Tôi sẽ nói chuyện riêng với cậu ấy chứ không phải với truyền thông. Tôi sẽ có những bàn tán về phong độ của cậu ta và chúng tôi hứa sẽ giúp cậu ấy lấy lại phong độ của mình. Tôi nhắc lại, cậu ấy tập luyện chăm chỉ và chúng tôi sẽ sớm đưa cậu ấy trở lại. Bên cạnh đó, chiến lược gia người Hà Lan cũng thừa nhận MU đã thua tâm phục khẩu phục trước Newcastle. Tôi sẽ dành lời khen cho Newcastle, họ chơi hay hơn, chủ động hơn trong suốt trận đấu. Tôi sẽ phải nói chuyện với toàn đội sau thất bại này. Trắng tay tại St James Park khiến MU lỡ cơ hội áp sát top 4 trên bảng xếp hạng ngoại hạng Anh. Hiện Quỷ Đỏ có 24 điểm, rơi xuống vị trí thứ 7. Trong khi đó, Newcastle đã tạm vươn lên xếp thứ 5 với 26 điểm. Minor sắp được MU thưởng lớn dù không gia hạn. Sao trẻ Kobbie Minor chuẩn bị được MU tăng lương sau khi gây được ấn tượng mạnh và cho thấy những tiềm năng to lớn để có thể đóng góp cho câu lạc bộ trong tương lai. Kobbie Minor là một trong những phát hiện thú vị của MU ở mùa giải này. Ngôi sao trẻ người Anh phải mất một quãng thời gian tương đối dài để có thể ra mắt Quỷ Đỏ do dính chấn thương nặng ở tour du đấu hè 2023. Gần nhất, Minor chính thức có trận đấu đầu tiên cho đội 1 trong chiến thắng 3-0 trước Everton. Anh thể hiện màn trình diễn xuất sắc và trận đấu đó tiếp tục được trao cơ hội ở cuộc đại chiến với Galatasaray tại Champions League. Dù chỉ là vào khớp sân từ băng ghế dự bị, nhưng Mino ít nhiều đã để lại ấn tượng cho Ten Hag. Vì vậy, ở trận đấu Newcastle mới đây, thuyền trưởng người Hà Lan quyết định để anh đá chính, bất chấp việc tập thể Quỷ Đỏ thi đấu kém ấn tượng và để thua Newcastle. Tuy nhiên, cá nhân Mino vẫn biết cách ghi dấu ấn. Trong 80 phút thi đấu tại St James Park, Mino là một trong những cầu thủ chơi ổn định nhất của MU. Dù Newcastle pressing vô cùng quyết liệt, nhưng Mino vẫn đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác lên đến 92%. Dù thế, anh cũng chỉ có đóng góp phòng ngự ít ỏi với 3 pha phá bóng. Bên cạnh đó, Mino cũng gặp vấn đề trước các cầu thủ giàu thể lực của Newcastle và chỉ thắng một trong 4 tình huống chạy chấp tay đôi. Thế nhưng rõ ràng màn thể hiện của Mino tốt hơn nhiều so với các ngôi sao đang hưởng thù lao cao tại câu lạc bộ. Với Newcastle, đây là lần thứ 3 liên tiếp họ đánh bại Quỷ Đỏ trên mọi đấu trường, trích trẻ tạm vươn lên vị trí thứ 5 và đứng trên Tottenham do hơn hiệu số. Trong khi đó, MU tụt xuống thứ 7 với 24 điểm sau 14 trận. Theo nguồn tin từ Daily Star, họ sắp tưởng thưởng cho Mino bằng việc tăng gấp đôi lương cho cầu thủ này dù không gia hạn hợp đồng. Tiền vệ 18 tuổi hiện nhận thu nhập 10.000 bảng mỗi tuần, nhưng một điều khoản trong hợp đồng của anh yêu cầu tăng lương 100% nếu như Mino được góp mặt thường xuyên tại đội 1. Bản tin bóng đá của chúng tôi đến đây là kết thúc. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!